Hi, Quyền xin chào tất cả các bạn nha. Và ngày hôm nay thì Quyền sẽ cập nhật giá những dòng điện thoại tại Thế Động Điện Máy Xanh có mức giá rẻ cho anh chị mình xem tham khảo nha. Vì đang có chương trình giảm giá anh chị mình nha. Và đây là dòng điện thoại Xiaomi Redmi 13C, phiên bản 4GB, bộ nhớ trong là 128GB, với giá hiện tại là 2.890.000. Đó. Phiên bản này là màu đen nha. Ở đây chúng ta sẽ có dòng điện thoại là Samsung Galaxy A05, phiên bản 4GB là 3.090.000. Đó, có hỗ trợ góp cho anh chị mình luôn. Màn hình là 6.7 inch với độ phân giải HD cộng và sử dụng con chip là G858 nhân RAM 4 bộ nhớ 128. Camera chính pixel là 50, camera phụ là 2. Năm và camera selfie là 8 chấm, pin 5000, sạc nhanh là 25W. Và anh chị mình cũng có thể lựa chọn thêm cái option của cái dòng A18 của Oppo. Đó là 3.290.000, có hỗ trợ góp 0% lãi suất và tặng thêm 12 tháng bảo hành. Đó. Và RAM ở đây là 4GB và bộ nhớ trong là 64GB. Camera chính là 8 và cam phụ là 2 pixel. Có hai màu ha, đây là màu đen và màu xanh. Pin là 5000 anh chị mình ơi, sạc 10W nha. Còn đây là phiên bản Samsung Galaxy A05, phiên bản 6GB, 3.4 giảm còn 3.290, hỗ trợ góp 0% lãi suất và tặng thêm 1 năm bảo hành nữa nha. Đó. Còn cái phiên bản mà 4GB không có tặng thêm 5 bảo hành. Bên đây thì chúng ta sẽ có dòng điện thoại của Realme C65, mức giá là 3.690, cũng được tặng thêm 1 năm bảo hành nè và hỗ trợ góp 0% lãi suất. Realme C65 thì chúng ta sẽ có một cái cấu hình cũng rất là ok nha. Chip là G85, camera phía sau là 50, và camera selfie là 8, pin 5000 và sạc nhanh tới 45W. Màn hình là 6.67 inch cũng lớn lắm anh chị mình. Nó có hai màu để tại shop ha. Cái bên này chúng ta sẽ có của Vivo Y17S 6GB, bộ nhớ trong là 128GB. Máy cũng trang bị con chip là G85 8 nhân, RAM 6, bộ nhớ 128, camera chính 50, camera phụ là 2, camera selfie là 8. Đó, đèn led trợ sáng phía sau. Ở chúng ta sẽ có mức giá là 3.090, tặng thêm 1 năm bảo hành nữa, hỗ trợ góp không lãi. Và cũng có phiếu mua hàng để cho anh chị mình mua sim luôn nha. Đó, màu đen và màu tím ở đây. Đó. Còn trên đây chúng ta sẽ có dòng điện thoại Oppo A38 với mức giá hiện tại là 3.990.000, hỗ trợ góp 0% lãi suất hoặc là tặng phiếu mua hàng 200 hoặc tặng thêm 1 năm bảo hành. Đó, với lại tặng phiếu mua hàng mua sim là 480.000. Có hai màu anh chị mình lựa chọn nha. RAM của máy là 4GB, bộ nhớ trong 128, sử dụng con chip là G85 8 nhân. Camera chính 50, camera phụ là 2 pixel và camera selfie là 5 chấm, pin 5000 và sạc nhanh là 33W. Có hai màu nha, màu đen và màu vàng. Ở đây là phiên bản 6GB ha, mức giá nó cao hơn là 4.490.000 và cũng có tặng thêm 1 năm bảo hành. Hoặc là giảm phiếu hoặc là tặng phiếu hoàn 300. Hỗ trợ gấp không lãi suất. Đó. Ở trên đây chúng ta sẽ có A05S nè. A05S thì cái biên bản này nó cao hơn ha, 4.490 giảm còn 4.190.000, hỗ trợ góp 0% lãi suất, tặng thêm 1 năm bảo hành và phiếu mua hàng là 480.000 để cho mua sim Vina, Mobi, Viettel. Đó, RAM là 6GB, bộ nhớ trong là 128 và sử dụng con chip ở đây là con chip của Mỹ Snapdragon 680 8 nhân, màn hình 6.7 inch. Đó. Và chúng ta sẽ có pin là 5000 và hỗ trợ sạc là 25W, camera selfie là 13 chấm. Oppo A58 6GB là 4.690 và có hỗ trợ cho anh chị mình góp không lãi suất, tặng cái phiếu mua hàng 480.000 để mua sim Vina, Mobi, Viettel, cơ hội trúng 10 xe máy ha. C65 là cái bản này là ta cao hơn 8GB, mỗi nhớ trong là 256, 4.790 anh chị mình nha, hỗ trợ góp 0% lãi suất và tặng thêm 1 năm bảo hành. Đối với dòng điện thoại Xiaomi Redmi Note 13 6GB, bỏ nhớ trong 128 thì chúng ta sẽ mức giá là 4.890.000, giảm còn 4.490.000. Đó. Và hỗ trợ góp 0% lãi suất, tặng thêm cho chúng ta là 6 tháng bảo hành chính hãng. Đó, tổng cộng là cũng là 2 năm bảo hành luôn ha. Note 13 6GB thì được trang bị con chip của Mỹ Snapdragon 685 8 nhân. Bộ nhớ trong là 128GB ha. Camera chính tới 108 pixel, camera phụ nhất là 8 và 2 pixel, 16 pixel là camera selfie, pin 5000 và sạc nhanh là 33W. Anh em mình sẽ có chương trình hỗ trợ góp 0% lãi suất nè. Đó, và có tặng thêm 6 tháng bảo hành nữa là tổng cộng là 2 năm bảo hành. Galaxy M15 5G 6GB, bộ nhớ trong 128GB thì chúng ta sẽ mức giá là 4.090.000. Đây là dòng điện thoại có hỗ trợ mạng 5G,
và cũng như là có hỗ trợ một cái viên pin tới lên đến là 6000 mAh, cũng khá là lớn ha anh chị mình nha. Đó, hỗ trợ sạc nhanh là 25W và sử dụng con chip là Dimensity 6100 Plus, RAM 6 x 128 và camera 950, hai camera phụ là 5 và 2 megapixel, camera selfie 13 chấm, pin 6000 và hỗ trợ sạc nhanh là 25W. Và chúng ta sẽ có dòng điện thoại kế bên đây là 8GB bộ nhớ trong 128GB. Đây là phiên bản Xiaomi Redmi Note 13 5290 giảm còn 4.990.000, hỗ trợ góp không đồng lãi suất và tặng thêm 6 tháng bảo hành chính hãng anh chị em, cơ hội chúng 10 xe Surus luôn. Máy thì được trang bị con chip của Mỹ nha, Snapdragon 6858 nhân RAM thì 8GB bộ nhớ 128, camera chính 108, hai cam phụ 8 và 2, camera selfie 16 pin 5000, sạc nhanh là 33, màn hình là 6.67 inch, độ phân giải là Full HD Plus. Đây là màu xanh, đây là màu dạng như màu vàng anh chị mình nha. Đó. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với dòng điện thoại Oppo E60, mức giá hiện tại là 5.490. Đó. A60 được trang bị màn hình là 6.6 inch, 6.67 inch nha. Độ phân giải là HD cộng và cũng nhờ sử dụng con chip của Mỹ Snapdragon 680 8 nhân, RAM thì chúng ta sẽ có RAM là 6GB, RAM 8GB bộ nhớ trong 128GB nha, RAM 8 bộ nhớ trong 128 và camera chính là 50, camera phụ là 2 và camera selfie là 8, pin 5000 sạc nhanh là 45W, có hai màu ha, màu xanh đen và màu tím, màu xanh và màu đen tím. Còn bên đây là phiên bản cao hơn, bản 256GB của A60 thì mức giá là 6490 ha. Vẫn được tặng cho chúng ta 1 năm bảo hành nè, hoặc giảm 300, hỗ trợ gốc 0% lãi suất cho anh em mình luôn. Đó, tùy theo chương trình anh em mình lựa chọn thôi. Ở đây chúng ta sẽ có Samsung Galaxy E15 256GB là 4.90, giá gốc là 5.590, giảm còn 4.90 và có hỗ trợ gốc 0% lãi suất tặng thêm 1 năm bảo hành. Cơ hội chúng 10 xe Surus nè, và màn hình của máy sẽ là 6.5 inch, độ phân giải là HD cộng và sử dụng con chip là Helio G99, RAM 8 bộ nhớ 256 nha. Và camera chính sẽ là 50, camera phụ là 5 và 2 megapixel và camera selfie 13 chấm, pin 5000 sạc nhanh là 25W, có hai màu sắc tại cửa hàng ha, ba màu luôn. Có màu vàng nữa anh chị ạ. Cái bên là Note 13, cái phiên bản này là bản cao ha, 256GB. Mức giá là 5.490, vẫn được tặng 6 tháng bảo hành nữa là tổng cộng là 2 năm. Note 13 thì chúng ta mức giá là 5.490.000 nha, giá gốc là 5.90 và hiện tại có 3 màu. A15 5G thì chúng ta sẽ mức giá là 6.290, giảm còn 5.90, hỗ trợ góp 0% lãi suất, tặng thêm 1 năm bảo hành. Màn hình là 6.5 inch, độ phân giải là Full HD Plus và sử dụng con chip là Dimensity 6100 Plus, RAM 8 bộ nhớ 256. Camera 950, camera phụ 5 và 2 megapixel và camera selfie 13 chấm, pin 5000 sạc nhanh là 25W. Chúng ta sẽ có dòng điện thoại của Vivo i100. Vivo i100 256GB, RAM 8 7.690, hỗ trợ góp 0% lãi suất và tặng 12 tháng bảo hành chính hãng. Đó. Màn hình của máy chúng ta sẽ có một cái màn hình là 6.67 inch, độ phân giải là Full HD Plus và sử dụng con chip của Mỹ nha, Snapdragon 685 8 nhân, RAM 8 bộ nhớ 256, camera 950, camera phụ là 2 và chúng ta sẽ có camera selfie là 8 chấm, pin 5000 và sạc nhanh lên đến là 80W, hai màu. Tiếp theo sẽ là dòng điện thoại Honor X8P, bộ nhớ trong là 512GB, RAM 8 anh em mình nha, 7690, hỗ trợ góp 0% lãi suất, giảm 1 triệu hoặc lo Honor. Đó, tặng thêm 1 năm bảo hành. Thì chúng ta sẽ có màn hình là 6.7 inch, độ phân giải là Full HD Plus và sử dụng con chip Snapdragon 680 8 nhân, RAM 8 bộ nhớ 512GB, nghe hết hồn chưa? Đó. Chúng ta sẽ có camera chính là 108 megapixel, camera phụ là 5 và 2, camera selfie 50, pin 4.5 sạc nhanh 35W. Có màu xanh tại shop này. Còn cái bên là Geno 11F nha. Đó, chúng ta sẽ có mức giá là 8.90, hỗ trợ góp 0% lãi suất hoặc giảm 500 hoặc tặng 1 năm bảo hành. Tổng cộng là 24 tháng ha. Nó thu cũ đổi mới nè. Đó, nó tuyệt vời luôn. 11F thì chúng ta không cần phải bàn rồi. Và trời đẹp luôn anh chị mình đây. Máy trang bị màn hình là 6.5 inch, độ phân giải của màn hình là Full HD Plus, sử dụng con chip Dimensity 7050 5G 8 nhân, RAM 8 bộ nhớ 256, camera chính phía sau là 64, cam phụ 8 và 2, camera selfie là 32, pin 5000 sạc nhanh là 67W nha.
này 67W anh chị mình đây. À, chúng ta sẽ có dòng điện thoại Samsung Galaxy M54 5G 8.90 triệu, hỗ trợ góp 0% lãi suất, cơ hội trúng xe anh chị mình đây. À, giảm 30% gói Samsung Care Plus, và chúng ta có một cái cấu hình là 108 MP là camera chính phía sau. À, quả là lớn luôn anh chị mình đây. Và chúng ta sẽ có camera selfie là 32 chấm luôn. Đó, tuyệt vời. À, hai camera phụ 82 MP anh chị mình nha. Đèn led chiếu sáng phía sau, pin 6000 và sạc nhanh là 25W. Máy trang bị màn hình khá là lớn 6.7 inch, độ phân giải là Full HD Plus và sử dụng con chip là Exynos 13808 nhân RAM 80x256 8.90 triệu. Bên đây chúng ta sẽ có dòng điện thoại Samsung Galaxy A35 256GB 9290, giảm còn 8.790, hỗ trợ góp 0% lãi suất, tặng thêm 1 năm bảo hành. Thu cụ đổi mới luôn anh chị mình đây. À, màn hình là 6.6 inch, độ phân giải là Full HD Plus và sử dụng con chip Exynos 13808 nhân RAM 8, bộ nhớ trong là 256 và camera chính là 50, camera phụ là 8 và 5. Và chúng ta sẽ có camera selfie 13 chấm, pin là 5000 và hỗ trợ là 25W anh chị mình nha, sạc nhanh. Trên đây là Geno 11 5G với mức giá hiện tại là 10.990, giảm còn 10.590, hỗ trợ góp 0% lãi suất, tặng phí bảo hành 400 hoặc tặng thêm 1 năm bảo hành. Và chúng ta sẽ có một cây cấu hình như sau, là camera chính phía sau là 50, camera phụ nhất là 32 và 8, camera selfie là 32, pin 5000, sạc nhanh là 67, sử dụng con chip Dimensity 70500 5G 8 nhân RAM 8, bộ nhớ trong 256 lần nha. Và đây là iPhone 11 64GB 8.990.000, màu đen là 128 nha, 10.290. Còn bên đây chúng ta sẽ có dòng điện thoại Samsung Galaxy S23 FE 13.390. Đó, đây là iPhone 15 Pro Max 256GB 29.590. Đó, và đây là một trong những dòng điện thoại mà mình vừa cập nhật cho anh chị của các bạn đang có chương trình khuyến mãi giảm giá tại Điện Máy Xanh. Đó. Thì Quyền cũng rất mong video này sẽ mang lại hữu ích cho anh chị mình nha. Có một video tham khảo về mức giá tại Thế Động Điện Máy Xanh. Rồi, xin hẹn gặp lại anh chị mình trong các video lần sau. Chúc anh chị có một ngày tốt lành. Và đừng quên like và đăng ký kênh Quyền nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.